cả những cái sản phẩm mà trong bộ sản phẩm được giao về tận nhà cho quý vị ngày hôm nay. Thì mình nhẩm tính sơ sơ đó quý vị, mình ra ngoài mình mua hình như là cũng vài triệu đồng rồi, đúng không? Rồi. Nhưng mà cái mức giá của chúng ta chi ra ngày hôm nay cực kỳ tiết kiệm, chỉ là 1.299.000 đồng mà thôi. Và wow, bây giờ thì không phải chỉ trên hình ảnh nữa, theo tay Thảo Vy chúng ta sẽ cùng nhìn kỹ luôn ở bên ngoài những cái sản phẩm mà quý vị vừa thấy, nó chất lượng ra sao, nó đẹp như thế nào quý vị nha. Ở phía bên cạnh của Thảo Vy đây là trọn bộ sản phẩm cực kỳ nhiều sẽ được giao về tận nhà dành cho quý vị. Đầu tiên chúng ta sẽ có đó là một chiếc bếp ga đôi với hai đầu đốt cực kỳ to, cực kỳ lớn như thế này. Một bên xào, một bên nấu, một bên kho, một bên chiên, rất là tiện lợi luôn quý vị nha. Bề mặt là mặt kính cường lực để giúp cho chúng ta có thể là dễ dàng vệ sinh, chùi rửa cũng như là trong các thao tác mà khi mình nấu nướng. Rồi đi kèm với đó là gì ạ? Một bộ ba nồi inox. Có bếp phải có nồi quý vị ơi. Có nồi 16, nồi 18 và nồi 24 để quý vị có thể từ làm những món kho cho tới nấu canh, cho tới là làm cả những món hầm, món ninh rất là đơn giản và dễ dàng. Có nồi rồi lại còn có thêm chảo nữa. Có thêm cho gia đình của mình một chiếc chảo chống dính đường kính 20cm. Và cuối cùng sau khi nấu nướng xong cần phải dọn dẹp nhà cửa thì chúng ta sẽ cần thêm đó là một bộ cây lau nhà 360 độ như thế này, tiện lợi để dọn dẹp vệ sinh trong gia đình của mình. Trọn bộ sản phẩm rất nhiều, rất đẹp và mức giá hôm nay rất tốt dành cho gia đình của mình luôn ạ. 1.299.000 đồng là mức giá mà chúng ta sẽ bỏ ra và có được rất rất nhiều những bộ sản phẩm này, đúng không ạ? Vậy thì bây giờ hãy cùng với chúng tôi kiểm tra xem chất lượng sản phẩm của từng sản phẩm quý vị nhá. Đúng rồi. Đây ạ, đầu tiên chiếc bếp ga. Trời ơi quý vị ơi, có thể nói thì khi mà nhắc đến trong không gian bếp của mình không thể nào thiếu được đó chính là những bếp ga, đúng không ạ? Đúng rồi. Mà đặc biệt với sự phát triển hiện tại, ngày xưa bếp ga mình là bếp ga bằng nhôm. Đúng rồi. Không chị? Trời ơi, nó rất là khó để cho vấn đề vệ sinh luôn. Đúng rồi. Nhưng ngày hôm nay quý vị thấy này, thương hiệu Dustin, một trong những thương hiệu gia dụng hàng đầu và bây giờ là đang cực kỳ bán chạy tại VTV Hyundai Home Shopping. Nhìn thiết kế thôi, rất là sang đúng không ạ? Bên cạnh đó nữa, mặt kính của chúng tôi, mặt kính cường lực quý vị nha. Kính cường lực đấy ạ. Bây giờ này Dung thử gõ thử cho quý vị xem nào. Đó, quý vị thấy không ạ? Gõ cho dù có mạnh gõ nào đi chăng nữa, đúng nghe rồi, cái tiếng là trời ơi muốn là vỡ luôn cả cái kính rồi. Nhưng mà không hề có một nếp chảy xước nào hết đâu quý vị. Bên cạnh đó quý vị có thể nhìn thấy ở đây cái kiềng của chúng tôi. Bình thường mình chỉ là kiềng 3 chân thôi đúng không ạ? Nhưng ngày hôm nay mấy chân ấy ạ? 1, 2, 3, 4, 5 chân quý vị nha. Nhìn nó rất là sáng bóng và cực kỳ đẹp và rất là dễ vệ sinh nhá. Đúng nhưng rồi. Mà phải nhắc đến đó là cái đầu đốt thôi quý vị. Dung là Dung ấn tượng với cái đầu đốt. Quý vị thấy không ạ? Cái đường kính đầu đốt của chúng tôi rất là lớn, 8cm lận đấy ạ. Và đầu chia lửa thì rất là nhiều. Thế nên là sao ạ? Bật bếp lên là trời ơi, lửa là to ơi là to luôn. Và bởi vì như thế này, thế nên là nó sẽ giúp cho chúng ta nấu nướng nhanh hơn quý vị nhá. Mà cái ngọn lửa đấy ạ, chị Vy thấy không? Ngọn lửa màu xanh mà chia đầu chia lửa rất là đều luôn quý vị ơi. Rất nhiều đầu chia lửa như thế này để làm gì? Để có thể là truyền được hết cái lượng ga tránh thất thoát ra bên ngoài. Để làm gì ạ quý vị? Để chúng ta có thể là điều chỉnh cái mức độ lửa nữa. Đúng tại vì nếu như mà ít đầu chia lửa quá, nhiều khi là quý vị chỉ có chỉnh được cấp độ nhỏ hoặc là cấp độ mạnh thôi. Còn ở đây quý vị có thể điều chỉnh tùy vào là cái món ăn mà quý vị đang nấu nướng nha. Chính ở bên này thì Thùy Dung đang để trực tiếp một chiếc bếp để quý vị có thể quan sát kỹ rồi. Nhưng mà ở bên đây thì Thảo Vy đã chuẩn bị sẵn sàng những cái món ăn luôn. Bởi đúng vì sao? Hôm nay chúng ta không chỉ có bếp, chúng ta còn có nồi nữa quý vị ơi. Wow. Chúng ta có nồi để làm những món ăn khác nhau. Và bộ nồi của chúng ta gồm 3 chiếc nồi nha. Nồi bên này của Thảo Vy là nồi 24 nè. Nồi bên này đang nấu gì đây mà đang sôi ngon quá quý vị ơi. Xuất sắc luôn, một em nồi cà ri quá. Đúng rồi ạ. Chúng ta có thể là làm một cái nồi cà ri xuất sắc như thế này bởi vì sao ạ? Bởi vì chúng ta có một chiếc bếp ở bên dưới đang tỏa nhiệt rất là đều luôn, Dung thấy không? Nếu như mà cà ri đó quý vị mà chúng ta nấu bằng những chiếc bếp mà nó không có tỏa nhiệt đều thì nó dễ xảy ra tình trạng là cháy khét ở bên dưới, nhưng đúng ở bên rồi. Trên á thì cái thịt gà nó chưa có mềm được quý vị ơi. Chính nhưng mà xác. Giờ đây vừa có nồi chất lượng nha, vừa có thêm đó là bếp xịn sò nữa. Như vậy là đã sẵn sàng để cho chúng ta có những cái món cà ri thơm ngon rồi. Trời ơi, ngửi mùi thôi là đã cảm thấy rất là kích thích rồi thưa quý vị. Đây ạ, ngày hôm nay bỏ ra có 1.299.000 là quý vị là sẽ được nguyên một bộ sản phẩm. Đúng rồi, 1.299.000 thôi đúng không ạ? Đúng rồi, vừa có nồi vừa có bếp, tất cả đều là sản phẩm chính trong ngày hôm nay của chúng ta luôn quý vị ơi. Và quý vị thấy đó ạ, bây giờ là Thùy Dung đang thưởng thức cái món cà ri gà mà Vy nấu trên 9 chiếc nồi 18cm trong bộ sản phẩm ngày hôm nay của chúng ta. Rồi chúng ta lại còn có thêm đó là gì ạ? Nồi 24cm, nồi 16cm nữa quý vị ạ. Ngoài ra đừng
đừng quên là chúng ta còn có cả một cái chảo chống dính nữa. Mà Vi thấy đó nha, ở trên cái bộ bếp này nè thì nó có một cái mặt kính rất là dày dặn luôn. Nhiều cô chú thắc mắc là không biết là cái sàn bếp này có to hay không. Dạ, nếu như mà chúng ta đang nấu nướng mình để thêm cái nồi nữa được không? Dạ được luôn ạ. Mình để được thêm một cái nồi nữa, rất là to, rất là rộng rãi luôn. Mình nấu canh, nấu cháo cho con nhỏ mà nhiều khi là mình chật cội quá mình muốn để, rất là tiện lợi luôn nè quý vị, thấy không ạ? Rồi bây giờ đang nóng, đang sôi đúng không ạ? Nhiều cô chú kêu là không biết là cái kính cường lực này nó có đảm bảo được hay không. Mình tắt bếp, mình đặt ra luôn nha quý vị nha. Rồi, đây, bây giờ mình đặt ra thật nhanh đây. Wow, trời ơi. Và thường á, khi mà có những cái mặt kính như thế này là chúng ta sẽ sợ là nó sẽ bị nứt. Đúng nếu rồi. Nếu mà nhiệt độ nó quá cao. Chính xác, bây giờ nhấc lên kiểm tra nha. Đây ạ, dạ thôi. Chị Vy ơi, mình có giấy này. Mình có giấy này đây ạ. Trời ạ, trời, người phụ nữ siêu nhân thưa quý vị. Người phụ nữ rất là siêu nhân luôn đây ạ. Đây, quý vị thấy không ạ? Mặt bếp không hề có bất kỳ một cái xoay chuyển gì cả. Bởi vì sao ạ? Bởi vì đây là mặt kính cường lực dày tới 6mm nè quý vị ơi. Vì vậy nên đảm bảo cho mình là dễ dàng vệ sinh chùi rửa và an toàn trong quá trình mà chúng ta chế biến. Trước đây có gia đình nào xài bếp ga nhôm không? Nếu như mà cái việc mà chúng ta đặt lên như thế này nó vừa dễ móp méo nè, vừa dễ bị văng bắn dầu mỡ dơ lên nè, mà chưa kể nữa là gì ạ? Rất là khó để chúng ta vệ sinh chùi rửa. Còn ở đúng bên này vì đang món dùng tiếp theo là gì đây ạ? Chiếc nồi siêu to, siêu khổng lồ để nấu một nồi lẩu nè Dung ơi. 24cm quý vị nha. 24cm đây chính là đường kính của chiếc nồi mà chúng tôi gửi đến cho quý vị trong bộ sản phẩm này. Đúng rồi. Và trời ơi quý vị ơi, chúng ta có thể thấy nhá, nguyên một cái nồi như thế này thì nó sẽ rất là nhiều đúng không một ạ? Chút xíu và nếu xanh như mà cái nữa. Chiếc bếp của mình nó không có đủ nhiệt lượng thì chắc chắn sẽ rất lâu sôi. Đúng nhưng rồi. Ở đây quý vị thấy không ạ? Trời ơi, chúng tôi mới bật có chút xíu thôi mà bây giờ là đã sôi đều như thế này rồi. Chứng tỏ là chúng ta sẽ tiết kiệm được rất nhiều về thời gian và cũng như là nguyên liệu để đốt nấu quý vị nhé. Mà Dung biết không, không phải là chỉ dùng có mỗi cái nồi này để mà chúng ta nấu những cái nồi lẩu nè, nồi nước dùng như thế này đâu quý vị ạ. Mà ngay cả những chiếc nồi inox sáng bóng như thế này thì Thảo Vy còn có thể dùng để trộn gỏi nữa. Trong những cái bữa tiệc ở trong gia đình mình đó quý vị, thì thông thường á là quý vị dùng những chiếc nồi như thế này để làm gì đây quý vị ơi? Cùng quan sát với Vy một lần nha. Chúng ta có những chiếc nồi rất là sáng bóng như thế này đây, đẹp mắt cực kỳ luôn quý vị thấy không ạ? Bởi vì cái này là bằng inox đó chị. Đúng inox rồi. Này nó cũng sẽ hạn chế bị hoen rỉ luôn á. Không biết là nhà chị Vy gặp phải không? Nhà em ngày xưa là thường đúng hay rồi sử dụng những cái nồi bằng gang á quý vị. Bây giờ mà là nồi bằng gang sử dụng trong một khoảng thời gian ngắn thôi là nó bắt đầu là nó có rất là nhiều những cái vấn đề rồi. Đó mà inox là ngày xưa cũng không có được xịn nữa. Thành ra là dùng một khoảng thời gian nó bắt đầu nó rỉ xét đó quý vị ơi. Đúng rồi. Mà những chiếc nồi như vậy là đã đến lúc mình phải thay liền rồi đấy ạ. Ngày hôm nay nguyên một bộ sản phẩm của chúng tôi có 1.299.000 đồng mà quý vị ơi. Một mức giá mà quá là hợp lý đi. Chúng ta vừa được gì đấy ạ? Vừa được bếp ga, vừa được một chính bộ gồm 3 đúng nồi rồi luôn với kích cỡ là 16, 18, 24. Đúng ngoài rồi ra còn có thêm chảo chống dính và cũng như là một bộ lau nhà nữa đấy ạ. Nguyên một bộ sản phẩm có bao nhiêu? 1.299.000. Chính xác luôn. Mà đặc biệt nữa nè, đây tại sao mà Vy lại dùng cái nồi này để mà Vy bóp gỏi đây nè, Dung biết sao không? Tại vì nếu như trước đây á chúng ta dùng những cái thau, những cái thố ở trong nhà mà bằng nhựa để bóp gỏi ra thì quý vị biết rồi đó. Thứ nhất là cái nước sốt nó chua, nó dễ làm hư hao. Thứ hai nữa là rất khó vệ sinh chùi rửa sau đó. Và thứ ba nữa là nhiều khi là nó chật chội nữa. Đúng nhưng rồi mà với cái nồi to như thế này, Vy bóp gỏi rất là dễ dàng luôn. Sau đó là cho ra dĩa để có thể là đãi khách tại nhà của mình. Rất là tiện lợi luôn quý vị thấy không ạ? Một chiếc nồi mà vừa dùng là nồi nè, vừa dùng là thố để quý vị trộn gỏi nè, trộn bánh tráng trộn nè, làm những cái món ăn ngon ở trong gia đình của mình thì là quá tuyệt vời luôn quý vị ơi. Ngày hôm nay nguyên một bộ sản phẩm của chúng tôi đấy có 1.299.000 đồng mà chúng ta được những gì đây ạ? Đầu tiên này, một chiếc bếp ga đôi của thương hiệu Dustin quý vị nha. Mặt kính cường lực này, rồi chưa kể nữa còn có thêm là gì ạ? Bộ ba nồi inox cực kỳ xịn sò với ba đường kính 16, 18 và 24. Bên cạnh đó còn được thêm là gì ạ? Một chiếc chảo chống dính và một bộ lau nhà cao cấp nữa. 1.299.000 đồng, đúng giống như chị Vy nói đấy. Đâu cần phải đi đâu xa xôi đúng không ạ? Một cú điện thoại thôi là có hết tất cả rồi, còn chần chờ gì nữa mà không đặt hàng. Dạ đúng rồi ạ, bởi vì ngày hôm nay bộ sản phẩm của chúng ta vừa nhiều nè, vừa đa dạng nè, mà vừa đầy đủ trong không gian bếp nhà mình luôn. Vừa nãy nghe đến cái vấn đề là vệ sinh, thực sự là khi mà nấu xong thì quý vị cũng biết rồi, dầu mỡ nó bắn ra. Đúng rồi. Đúng không ạ? Dầu mỡ nó bắn ra, vậy thì bây giờ này ở ngay trên cái bếp này luôn này quý vị. Nó đang có là những vết dầu mỡ vừa nãy mà đúng chị rồi Vy vừa mới là làm dơ ra đó. Đúng rồi. Thì bây giờ em xin được phép là đây chỉ với một miếng giấy thôi ạ. Xin được phép là lau để xem thử là cái mức độ làm sạch của nó có dễ dàng hay không quý vị nha. Nếu mà được thì quý vị nên có thêm là một chút nước nữa thì nó sẽ dễ dàng hơn á. Đúng rồi ạ. Nhưng mà ở đây này, Dung hiện tại là chỉ có là một chiếc khăn giấy thôi, nhưng mà thấy rằng là nó cũng rất là dễ, thế mà nó sáng bóng hơn luôn đó quý vị thấy không ạ? Đó, vậy là cái việc mà vệ sinh bếp của mình mỗi khi mà sử dụng xong nó cũng trở nên đơn giản hơn rất là nhiều đúng chính không nào xác ngoài luôn ra mặt kính cường lực
Chưa kể là bếp thì cũng rất là rộng như thế này, nên là chúng ta tha hồ thoải mái mà nấu nướng thật nhiều món quý vị nhé. Dù có thấy là Vi vừa mở bếp lên á, mà những cái ngọn lửa của nó đều là lửa màu xanh không? Lửa màu xanh có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là cái lực và cái đầu chia lửa rất là đều và ngọn lửa rất là mạnh luôn, để giúp có thể là ôm trọn lấy cái phần đáy nồi đáy chảo như thế này, giúp cho nhiệt lượng tỏa đều ra, từ đó thức ăn của quý vị nó có thể chín đều ở trên bề mặt chảo luôn quý vị ha. Ở đây là chảo trong bộ sản phẩm ngày hôm nay của chúng ta luôn quý vị ơi. Thảo Vy có thể dùng cái chảo này để làm gì? Để là làm những cái món chiên xào ở trong gia đình của mình. Thay vì trước đây á, là gia đình của mình sử dụng những cái chảo nó cũng cũ rồi, nhiều khi là hả mình bị khó chịu, bởi vì sao? Bởi vì nó không có thể nào mà chiên xào nấu một cách nhanh chóng được. Bây giờ Vy vừa bật bếp lên và quý vị cũng thấy đó, là mới mở lên thôi nhưng nó đã bắt đầu lăn tăn sôi rồi quý vị. Wow, nghe xèo xèo luôn là chứng tỏ rằng là nhiệt độ ở trong chảo bây giờ đang rất là lớn đấy thưa quý vị. Tính ra chảo chống dính á, bởi vì sao ạ? Để làm được chảo chống dính thì nó phải có một cái lớp mạ ở bên ngoài nữa, đúng không ạ? Một cái lớp tráng ở bên ngoài nữa. Thì quý vị biết không, Dung thấy có rất là nhiều gia đình á, kiểu giống như là cái chảo chống dính của mình là nó đã bắt đầu là nó bị bào mòn đi rồi. Thì những cái lớp rehen gì đó không hề tốt cho mình một chút nào nếu như mà chúng ta cứ tiếp tục sử dụng, đúng thưa quý vị. Bởi vì mình đưa vào đường ruột của mình mà, đúng không ạ? Thành ra là ngày hôm nay đang có cái cơ hội mà nguyên một cái bộ sản phẩm với một mức giá siêu hời, siêu hấp dẫn như thế này, thì Dung nghĩ rằng mình tranh thủ mình thay luôn cái không gian bếp của mình đi, đúng không ạ? Thay luôn một không gian bếp mới, bởi vì sao? Có chảo mới, có nồi mới, có bếp mới, nấu ăn nó thích hơn nhiều lắm quý vị ơi. Đúng rồi. Mà đặc biệt đó là nhiều nguồn cảm hứng ở trong gia đình của chúng ta, và giúp cho các bé nhỏ ở trong gia đình của mình đi thường xuyên tới nhà, về nhà chỉ để làm gì? Ăn cơm mẹ nấu, ông xã không có la cà nữa, về nhà làm gì? Ăn cơm vợ nấu. Trời ơi, vợ làm hôm nay dĩa mực xào ngon quá, vợ nấu một cái nồi súp ngon quá, chắc chắn là mình phải về nhà thôi. Và đúng hôm rồi. Nay thì không chỉ là ở bên cạnh của Thảo Vy làm cái món xào đâu quý vị. Bên này một cái nồi rất là to như thế này đây, Dung cũng đang chuẩn bị một cái nồi nước dùng sôi rất là ngon luôn. Nấu gì ơi. Đây ạ? Nấu bún riêu quý vị ơi. Trời ơi, một cái mùa hè nóng như thế này mà mình ăn bún riêu thì còn điều gì tuyệt vời hơn, đúng không thưa quý vị? Tuyệt luôn. Thế nên là ngày hôm nay đấy ạ, tất cả là chúng tôi đều đang ở trong một bộ sản phẩm hết, đi đâu mà vội mà vàng, dừng chân ghé lại đặt hàng trên Home Shopping đi quý vị ơi. Đó, bây giờ mình múc ra này cái nước dùng nhá, khi mà làm bún riêu thì chắc chắn là nó sẽ phải là thật là sôi. Đúng mà rồi. Mà nước dùng thì cũng quý vị cũng biết rồi, cần phải nấu rất là nhiều. Bây giờ nhá, chẳng lẽ mình cứ nấu những cái nồi nho nhỏ thì nó tốn ga lắm. Đây đây, để lên bề mặt bếp luôn. Rồi, sau đó là múc nào, quý vị thấy không ạ? Mặt bếp rất là rộng luôn, để quý vị có thể là dễ dàng để thêm một cái tô, một cái nồi, rất là tiện luôn Dung ơi. Trời ơi, vì phải nói là công nhận từ trước đến giờ chị cũng nấu ăn nhiều ở nhà rồi, nhưng mà chị chưa từng thấy một cái bếp nào mà có cái bề mặt kính nó to như thế này. Tại vì từ trước đến giờ đó quý vị, mình đã quen với những cái bếp mà nó nho nhỏ trong nhà mình rồi. Đúng mỗi lần mình nấu nướng nó bất tiện lắm quý vị ơi. Nhưng hôm nay quý vị thấy đó ạ, một cái không gian bếp rất là rộng rãi, thoải mái mà đang sôi như thế này, để chúng ta có thể là nấu được rất là nhiều món ăn ngon luôn quý vị thấy không ạ? Rộng cực kỳ rộng nha. Bề mặt diện tích cực kỳ rộng luôn, mà đặc biệt là không chỉ là những cái phần đầu chia lửa nó đều đó quý vị, mà nó còn ôm trọn lấy cái phần nồi của chúng ta nữa. Đúng từ rồi. Đó sẽ giúp cho là nguyên cái nồi nước dùng của chúng ta đang sôi rất là đều đây. Nếu như mà trước giờ á, dùng những cái đầu chia lửa mà cái dạng mà ba đầu bốn đầu chia đó quý vị, nó chỉ sôi có cái nhúm ở chính giữa thôi. Nhưng quý vị thấy không ạ? Cực kỳ nhiều đầu chia lửa nhỏ như thế này để tránh cái lượng ga thất thoát ra bên ngoài và ôm trọn lấy đáy nồi đáy chảo như thế này, nên xung quanh toàn bộ của chiếc nồi của Thảo Vy đều đang sôi rất là đều luôn, rất là tuyệt vời luôn quý vị ơi. Phải nói là 10 điểm cho chiếc bếp ga này luôn đó ạ. Chất lượng là 10 điểm, về mức giá là càng 10 luôn. Bởi đúng vì rồi. Sao ạ? Hiện tại bây giờ với bộ sản phẩm của chúng tôi, với rất nhiều những sản phẩm trong cùng một bộ vậy mà chỉ có 1.299.000 đồng. Đúng rồi. Đó, mà bây giờ quý vị thấy nha, bây giờ mình mang cái bếp ga này về, mình mang cái bộ inox này về, mình mang cái chảo này về, mình để vào trong không gian bếp của mình, thấy nó sao ạ? Nó sang, nó xịn, nó mịn liền, đúng không ạ? Quý vị thấy nó bóng không ạ? Cái mặt Dung ở trên này đây nhìn thấy được, giống như kiểu mình đang soi gương vậy luôn, đúng vậy, đúng không rồi. Ạ? Rồi chưa kể nữa này đó, từ cái chất từng những cái chất liệu một nhá, cái bề mặt kính của chúng tôi là dày lên tới tận là 6 ly. Đây quý vị ơi, 6 ly lận quý vị nha, thế nên là nó rất là dày và nó sẽ hạn chế được một cách tối đa. Thứ nhất là gì? Lỡ mà bị chảy xước hay là bị sao ạ? Bị vỡ hay là nhiều khi mình để đồ nóng lên giống như vừa nãy chị Vy có làm á, lỡ rằng nó có bị nứt không? Câu trả lời là không quý vị nha. Thôi bây giờ còn... mình để thử luôn đi. Đúng đó, rồi ạ. Dung nắng rồi nhưng mà bây giờ thấy, mình để thử trong luôn nha. Không bằng một thử, đúng không ạ? Đó. Đó. Bây giờ mình để nó lâu xíu đi, chị em mình lại đúng đi ngồi tám chuyện xíu để lát nữa xem kiểm tra xem thực sự là nó có đúng giống như lời đồn hay không. Mà cô chú anh chị để ý nha, đây là cái nồi 24cm ở bên trong bộ sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay luôn. Không phải là chúng ta phải mua riêng nồi riêng chảo riêng gì đâu ạ. Là nồi 24cm lúc nãy Vy vừa dùng để nấu bún riêu luôn. Còn bây giờ nè, đó, rất là nóng, rất là sôi đúng không ạ?
chúng ta cùng kiểm tra luôn Dung ơi. Đó. Wow, không hề thấy gì hết mà nhá. Lau nha, lau rất là nhanh luôn nè, nhẹ nhàng, vệ sinh chùi rửa dễ dàng. Quá đẹp, quá sang luôn quý vị thấy không ạ? Rồi bây giờ không biết là nó có dễ lỡ mà làm rơi cái gì xuống thì sao quý vị thấy đó. Đây. Wow. Quý vị thấy không ạ? Không hề có bất kỳ một cái vết xước nào cả. Bởi vì sao? Đây là kính cường lực quý vị ơi. Mặt kính cường lực dày 6 ly như thế này. Vì vậy nên cho dù là mình có gì làm rơi đồ nè, hoặc là hậu đậu dễ làm những cái phần nồi mà đang nóng quá nó đổ ra, thì cũng không lo cái tình trạng là nó bị chày, bị xước, hoặc là làm xấu cái không gian bếp nhà mình. Cực kỳ chắc chắn luôn. Mà đặc biệt là bộ sản phẩm vừa có bếp, vừa có nồi, vừa có chảo, vừa có cây lau nhà nữa. Tất cả chỉ là 1.299.000 đồng mà thôi ạ.